chào mọi người. Rồi, một bữa cơm chay mới nữa, đơn giản đó, thuần khiết của mâm cơm chay kỳ duyên của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng làm một món gỏi bắp chuối. Nhưng mà đặc biệt là hôm nay bắp chuối mình luộc chứ không phải là bắp chuối sống. Mình sẽ biến tấu cái bắp chuối này thành một món gỏi khác nữa, là mình sẽ luộc. Mình sẽ luộc nó lên. Và đây là bắp chuối mình đang sơ chế nó ra để mình đi luộc. Bắp chuối trước khi mình làm gỏi thì mình chỉ cắt để mình luộc như thế này thôi. Vì bắp chuối làm gỏi sống thì mình sắc nó ra, còn bắp chuối luộc làm gỏi thì mình không có cần sắc. Mình chỉ chẻ ra vừa đủ miếng như vậy thế này đi. Dùng giết như thế này xong mình đem đi luộc. Rồi, khi cái khâu mình sơ chế bắp chuối xong rồi, bây giờ là khâu mình bắt đầu luộc nha. Mình sẽ luộc bắp chuối. À, mình luộc ở trong nước sôi khoảng 15 phút. Mình sẽ nêm một chút xíu muối vô trong nước. Rồi, để nắp lại. Đợi cho nó sôi lên nó chín. Rồi, xong, bắp chuối đã chín tới. Tắt bếp. Lấy bắp chuối ra. Rồi, khi lá bắp chuối ra khỏi chảo thì chúng ta sẽ cho vào nước lạnh. Sẽ cho vào nước lạnh để mà cho nó nguội. Sau khi bắp chuối nó đã nguội thì mình sẽ vắt lấy nước ra. Mình sẽ vắt thật là khô. Nhớ là dắt cho càng khô nước càng tốt nha. Rồi, khi chúng ta dắt khô nước rồi thì mình sẽ bắt đầu xé. Xé cái bắp chuối ra. Mình xé nó mỏng mỏng nhuyễn như thế này nè. Thì vừa cái miếng gỏi mình ăn. Ở trong cùng mà khi mà nó là cái miếng bắp chuối non ở cho gần cái trong ruột á thì mình không xé, mình xé nó bị bể, mình sẽ lấy kéo cắt. Mình cắt như vậy nó không có bị nát. Mình thấy cái miếng bắp chuối khi mình luộc ra nó cũng rất là ngon. Thì chúng ta trộn gỏi.
Vì mình ăn chay cho nên mình cố gắng chế biến những cái món chay có thể sáng kiến ra được. Bất cứ cái món gì mà mình sáng kiến ra từ rau củ quả thực vật thì mình cố gắng mình sáng tạo để mình chế thêm một món ăn chay mới mỗi ngày cho gia đình mình. Mình sáng kiến chế rất là nhiều món chay mới để mình thay đổi món ăn hàng ngày cho gia đình của chúng ta. Bởi vì trong rau củ quả thì tất cả đều là dinh dưỡng hết, nhưng mà mình phải chế biến cách nào để ăn nó không bị ngán, để cho mình ăn được lâu dài bền vững hơn, để mình cái vấn đề ăn chay của mình nó chắc chắn, nó không có bị sa ngã chỉ vì những món lòng vòng chán nản. Cho nên vì vậy mà trong rau cải củ quả mình sẽ sáng tạo để chế biến rất là nhiều món. Nó vừa đem lại dinh dưỡng phong phú cho cơ thể của mình mà nó vừa lại là giúp cho cái khẩu vị của mình nó không có bị ngán mỗi ngày trôi qua. Thật ra thì những người ăn mặn á, người ta chế biến á, thì đa số thường là người ta ăn thịt cá nhiều trong bữa ăn hàng ngày, người ta cũng không có biết tốn nhiều như người ăn chay đâu. Cho nên mình ăn chay á, thì từ nhỏ đến lớn cho nên mình luôn biến tấu, muốn suy nghĩ coi coi mình sẽ thay đổi hoặc là mình sẽ thấy một cái thực phẩm nào lạ lạ của thực vật đó, mình muốn chế biến thử coi 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 mình có làm cái món ăn trong bữa cơm hàng ngày của mình được hay là không. Cho nên vì vậy mà ăn chay á, thì nếu mà chúng ta sáng tạo một chút thì đồ ăn của mình cũng rất là phong phú và không có làm cho chúng ta bị ngán nha các bạn. Mình khuyến khích mọi người cũng nên những cái video này mình chia sẻ là bởi vì mình muốn mọi người cùng ăn chay bền vững với thời gian. Tại sao mà mình ăn hoài mãi mãi không bị ngán là bởi vì mình có cái sáng tạo cố đi chế biến rồi xong. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ trộn gỏi tiến hành. Mình sẽ cho một muỗng bột ngọt. Một muỗng hạt nêm cà phê. Và đây là me. Đây là chất me mình chờ sẽ trộn để làm gỏi. Mình làm chất chua cho gỏi của mình. Mình để ít đường thôi nha, không có cần nhiều quá. Rồi, như vậy là món gỏi nó đã xong. Bởi vì đây là bắp chuối luộc, cho nên mình có thể sở thích thì mình để đậu hũ vô cũng được, nhưng mà mình không để cũng được. Cũng là một trong những món ăn chay lạ miệng của người ăn chay. Ở đây ngày hôm nay mình trộn gỏi với me nha các bạn. Đường, hạt nêm, bột ngọt, me. Và có thể thì mình cũng sẽ để vô một chút ít ớt sa tế. Bởi vì nếu trong gỏi nó có ớt sa tế nó cũng càng làm tăng hương vị của gỏi cũng ngon. Vì vậy mà mình thêm một chút sa tế vô trong gỏi. Và đây là một ít lá quế. Mình có thể trộn lá quế hay hoặc rau răm, tùy cái món rau mà mỗi người muốn trộn. Mình trộn rau thơm cũng được, xà lách cũng được, rau thơm cũng được, lá quế cũng được, hương vị nó đều ngon y như nhau cả, không có gì là khác. Rất là ngon. Rồi, chỉ một chút xíu sáng tạo đơn sơ thôi thì món gỏi của chúng ta nó đã hoàn thành và rất là ngon, vừa miệng. Mời mọi người cùng thưởng thức dĩa gỏi chay bắp chuối luộc nha. Xin mọi người cùng thưởng thức. Chúc mọi người thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt, đầu óc minh mẫn.
nguyện cầu cho hòa bình thế giới, bệnh dịch qua mau, chúng sanh an lạc, A Di Đà Phật.